Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe người phụ nữ 65 tuổi ở Đồng Nai kết hôn với chàng Tây 24 tuổi chia sẻ về thời thiếu nữ. Không chỉ dám cưới chàng trai trẻ hơn mình đến 41 tuổi, thời thiếu nữ bà Hoa còn quyết lấy người đàn ông bị mất một chân dù bị gia đình phản đối. Những ngày gần đây cộng đồng mạng xôn xao trước cuộc hôn nhân của bà Nguyễn Thị Hoa ở Đồng Nai và người đàn ông Pakistan có tên là Aziz Ureman. Họ kết hôn khi cô dâu 65 tuổi, còn chú rể mới 24 tuổi. Chia sẻ với phóng viên VTC News, cặp tân lang tân nương cho biết dù nhận giấy chứng nhận kết hôn gần 2 tháng nay họ vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng về việc được chính thức về chung một nhà. Nhất là bà Hoa, người phụ nữ yêu mãnh liệt, nhưng phải trải qua hơn 20 năm quá bùa Bà Hoa, vốn là người ở Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hồi trẻ có nhan sắc khá nổi bật. Ở tuổi 18, cô gái đem lòng yêu người bạn cùng Trang Lứa, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hai người đã tính chuyện trăm năm rồi một tai nạn bất ngờ xảy đến khiến chàng trai bị mất một chân sợ con khổ nhà gái quyết liệt ngăn cấm mối tình của họ nhưng cô gái vẫn một mực lấy người mình yêu làm chồng gia đình đánh tôi gần chết tôi có một ông chú ở mỹ đến giờ ông ấy vẫn không nhìn mặt tôi chỉ vì ngày ấy dám cãi lời gia đình, lấy chồng mắt một chân. Bà Hoa kể lại chuyện hơn bốn thập kỷ trước. Tâm thức cô gái 18 tuổi lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng bạn trai bị nạn như vậy thì mình phải thương nhiều hơn. Thà người ta lành lặn, mình bỏ không sao. Đây chỉ vì họ cụt chân mà bỏ thì tôi không làm được, bà Hoa nói theo tiếng gọi của tình yêu hai người dắt díu nhau rời bỏ quê hương vào miền tây lập nghiệp rồi sau đó định cư ở đồng nai do chồng tật nguyền người vợ gần như phải gánh vác cả gia đình năm đứa con lần lượt ra đời gánh nặng ngày càng đè lên vai bà hoa phải làm đủ nghề để kiếm sống cuộc sống tuy vất vả nhưng êm đềm trôi qua cho đến khi người chồng qua đời vì bạo bệnh. Lúc đó, bà Hoa mới 42 tuổi. Dù nỗi đau mất người đầu ấp tay gối quá lớn, quả phụ không cho phép mình gục ngã bởi còn năm đứa con phải lo. 23 năm trôi qua, bà Hoa cho biết trong chừng ấy năm, bà chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm ai nữa. Cũng có nhiều người đến hỏi chuyện rồi muốn tính chuyện lâu dài nhưng tôi từ chối. Không hiểu sao cuối cùng lại chọn Reman, bà Hoa tâm sự. Chia sẻ về việc kết hôn với chàng trai trẻ người Pakistan, bà Hoa bọc bạch. Khi tôi công bố việc đang quen Reman, các anh em bên chồng bảo cứ dẫn về chơi, nhưng tôi còn ngại. Gia đình mình thì không sao, nhưng đó là gia đình chồng. May mắn là em chồng nói, chị thờ anh ấy mấy chục năm như thế là chọn tình chọn nghĩa rồi. Giờ con cái cũng lớn, đến lúc tìm hạnh phúc cho mình, tôi thấy như thế cũng được an ủi phần nào. Cô dâu 65 tuổi cho biết, hai người quen biết nhau qua Facebook. Rayman là người nhắn tin trước, Chàng trai Pakistan chúng tiếng sét ái tình với người phụ nữ hơn mình đến 41 tuổi ngay khi vừa xem ảnh trên mạng xã hội. Ảnh ngỏ lời ngay trong buổi đầu trò chuyện online nhưng tôi đâu có chịu. Tự nhiên mình có biết là ai đâu, lại còn quá trẻ. Trong khi mình lớn tuổi như thế này, bà Hoa kể lại. Bị từ chối tình cảm, Rehman dùng dao lam rạch tay đến chảy máu để chứng minh tình yêu của mình, khiến người phụ nữ phải hốt hoảng đồng ý. Thế là Reman nhanh chóng chuẩn bị thủ tục để tới Việt Nam thăm người yêu. Trong thời gian chờ đợi, họ gọi cho nhau mỗi ngày qua Facebook. Sau hai năm hẹn hò, với vài lần Reman đi về qua lại và Pakistan, họ về chung một nhà với sự đồng ý của hai bên gia đình, bất chấp khoảng cách tuổi tác chênh nhau 41 năm. Sự bất đồng về ngôn ngữ cũng như những lời đàm tiếu của người đời, bà Hoa kể, trong thời gian yêu nhau, mẹ và anh em man thỉnh thoảng gọi điện cho tôi. Họ cũng đồng ý mối tình này, còn giúp đỡ Reman hoàn thiện giấy tờ để đăng ký kết hôn. Các con tôi lúc đầu cũng phản đối, nhưng sau thì đồng ý hết. Được hỏi vì sao, Yêu người phụ nữ lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy, anh Rayman cười hiền chia sẻ. Tôi thấy cô ấy có vẻ gì đó rất chất phác, hiền lành. Tình yêu nào cũng đẹp, không quan trọng tuổi tác. Chúng tôi yêu nhau như thế là hạnh phúc. Đưa mắt nhìn anh, bà Hoa cười cười tố cáo tính cả ghen của người chồng mới cưới. Trước khi quen Rayman, tôi tham gia các lớp khiêu vũ, câu lạc bộ thể dục. Nhưng sau đó Reman không cho đi nữa. Ngày nào cũng gọi điện để kiểm tra vậy đó. Thấy ảnh không muốn, tôi cũng không đi nữa, mà chỉ ở nhà. Chia sẻ về tính ghen của mình, anh Reman thật thà cho biết. Anh không muốn vợ mặc váy vóc hay sửa soạn ra đường vì sợ người khác để ý đến người phụ nữ của mình ở Pakistan, người vợ chỉ nên trong nhà, ít trưng diện ra ngoài. Chính vì vậy, tôi muốn cô ấy ăn mặc giản dị và nên ở nhà thường xuyên hơn. Theo lời bà Hoa, Rehman rất chiều chuộng, quan tâm vợ. Dù là đi chợ, đi ăn tiệc hay đi chơi, anh đều tháp tùng bà. Nhiều lần sợ người ta đàm tiếu, bà không muốn chồng đi cùng. Thế là Rehman giận như trẻ con hỏi ảnh là không ngại hả? Anh nói, kệ họ nói, chỉ cần tôi với bạn sống hạnh phúc là được rồi. Người vợ hạnh phúc chia sẻ. Kính thưa các bạn, trên đây là những chia sẻ của cụ bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, ở Đồng Nai, kết hôn với chồng ngoại quốc người Pakistan, 24 tuổi, chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như thời thiếu nữ của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.